vừa bắt vừa. Cho nên chúng ta phải chọn một cái truyền thống tâm linh cho chính mình, cho một cái đạo nào đó mà chúng ta ta theo, chúng ta có duyên, thì chúng ta phải tìm hiểu và phải có cái chỗ nương tựa về tâm linh của chúng ta, và nhất là đối với người Phật Phật tử, cái chỗ nương tựa mà kiên cố nhất, chính đáng nhất, và có thể giúp chúng ta vượt qua những cái khổ đau, đó chính là Bồ Tát Quan Thế. Và chính bản thân của thầy cũng vậy. Những khi nào mà mình cảm thấy tâm của mình không có an, mình cảm thấy mình bất an, thì mình chỉ cần ra quỳ ở trước tượng đó, và mình chỉ cần thành kính, mình xưng hiệu danh hiệu của Ngài, chân tụng và niệm, và chúng ta cầu nguyện cái gì đó là quyền của chúng ta, thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cái khổ đau. Và chúng ta phải học theo cái hành của Ngài, đó là chúng ta sẽ cố gắng gọi là phát triển cái tâm từ bi tình thương của mình đối với tất cả bên ngoài. Chúng ta muốn thay đổi cái thế giới bên ngoài, thay đổi tương lai của mình mỗi ngày mỗi tốt, thì chúng ta phải thay đổi ở trong tâm của chính mình. Mà thay đổi trong tâm của mình đó là làm sao những cái khổ đau do những cái tâm lý bất thiện của mình, mình phải loại trừ nó. Và chúng ta là Phật tử, nếu là Phật tử thì chúng ta phải luôn luôn coi là nhớ coi là niệm danh hiệu của Ngài. Đừng có nghĩ rằng là niệm danh hiệu của Ngài, chúng ta tu cầu sinh về tịnh độ, chúng ta vẫn niệm được danh hiệu của Ngài, chứ không phải là chúng ta cầu an chúng ta mới niệm đâu. Chúng ta chỉ cần niệm thì chúng ta cầu an cũng được, mà chúng ta cầu sau này chúng ta đi về với thế giới Đức Phật A Di Đà cũng không không sao. Vậy cái nguyện cuối cùng, nguyện thứ 10 có nói đến điều này. Thì đúng ra thì thầy giảng kỹ 10 cái niệm này, điều này, nhưng bởi vì cái quý vị đến đây với mục đích là chúng ta nhận cái quà trong dịp cuối xuân của cuối năm của một Phật tử đã phát tâm. Thì cho nên là thầy không có làm mất thời gian quý vị nhiều, do đó cho nên thầy chỉ có mấy điều chia sẻ như vậy, mong rằng là quý vị ứng dụng những gì mà thầy vừa chia sẻ để chúng ta có thể có hạnh phúc. Cho nên ngày mai chúng ta có những gì thế nào, và chúng đó là do chúng ta, và chúng ta sống chúng ta phải chọn một cái chỗ nương tựa cho chính mình. Nếu là người Phật tử thì nói rằng đó là một cái phước rất là lớn, đó là chính là Bồ Tát Quan Thế Âm, là cái chỗ mà chúng ngục vị Bồ Tát gần gũi chúng ta ta nhất. Chúng ta có thể là kêu cứu lúc nào được, cầu nguyện lúc nào cũng được, và nếu chúng ta cầu nguyện những điều chính đáng thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ gia hộ cho tất cả chúng ta. Và hôm nay thì thầy cũng rất là vui, tức là đó là một Phật tử nghe nói cũng như ở nước ngoài, cũng đã là một người cũng rất là tin tưởng ở nơi sự gia hộ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên là vị này là thường xuyên trì niệm danh hiệu của Ngài và cầu nguyện, và chính từ cái chữ cầu nguyện chính đáng đó mà được Bồ Tát gia hộ. Cho nên là hôm nay các vị đó đã phát tâm coi là tặng những phần quà cho quý vị, là cũng là từ cái phát xuất từ cái tâm từ bi, từ một cái tình thương học theo Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì đó là một điều rất là quý. Và thầy cũng biết rằng là rất nhiều người rất là tin tưởng Bồ Tát Quan Thế Âm, và đã được Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ. Cho nên là ở ngoài cái thùng phước xương của cái chùa của thầy đó, cứ lâu lâu thầy mở một lần ở chỗ Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì thầy biết được là các vị đã tới cầu nguyện rất nhiều và có những cái kết quả. Không biết kết quả như thế nào mà thầy biết có những kết quả. Tại vì sao? Vì khi có kết quả thì các vị đó chắc hứa gì đó, nên khi có kết quả thì sẽ đem đến cũng dường. Trên mỗi lần mà khui ra thì thầy thấy được khi một cái lấy tờ 500 và cái cuốn lại, cuốn tròn lại bằng cái ngón tay này, bỏ trong đó. Đôi khi là một lâu ngày, tháng, hai tháng thì mở ra là thầy thấy 3-4 cuốn như vậy, chứng tỏ là những người đó có đang phát nguyện gì đó, tức là Bồ Tát Quan Tâm gia hộ cho nên đem tới cúng cái đó giống một trả lễ vậy. Cho nên là chắc chắn là có, không biết cầu cái gì, không biết cái đó có cầu số đề không biết, nhưng mà nếu mà cầu số đề thì Bồ Tát không có gia hộ đâu, đó thì may rủi may quý vị thôi. Trời, Bồ Tát Quan Tâm linh lắm, cầu số đề đâu trúng đó thì nguy hiểm. Bồ Tát không có cầu, không có bao giờ gia hộ chuyện đó. Gia hộ cái chuyện chính đáng thôi, còn chuyện khác thì không gia hộ, chuyện bất thiện thì không bao giờ gia hộ. Cho nên là
Sau cùng thì cũng nguyện cầu chư Phật luôn gia hộ cho quý vị, nhất là Bồ Tát Quan Thế Âm luôn gia hộ cho quý vị được khỏe mạnh và có cái niềm tin vững chắc ở trong cuộc sống, tin chính bản thân mình và tin vào truyền thống tâm linh của chính mình, để mình nỗ lực mình tạo ra một cái hạnh phúc đích thực từ cái truyền thống tâm linh đó ở trong hiện tại cũng như là ở trong tương lai. Còn nếu như chúng ta không cố gắng làm được điều đó thì chúng ta dù có theo cái tôn giáo nào đi nữa thì chúng ta theo có lẽ thôi và không mang lại một cái lợi ích gì cho chúng ta, thì đó là một cái thiệt thôi, một cái điều đáng tiếc. Thì xin cho cùng xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của toàn thể quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, con xin được thay lời Trinh Ni Trưởng Thích Nữ Chân Hiền, Viện Chủ Chùa Quảng Liên, cũng như Sư Cô Thích Nữ Như Thành Trú Trì, cũng như tất cả quý nam nữ Phật tử phát tâm phát quà ngày hôm nay, cùng nam nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng, xin được đảnh lễ và niệm ân Thượng Tọa. Vì lòng bi mẫn, vì sự hoằng hóa độ sanh, mà trong những ngày cận kề của một năm mới, mà Thượng Tọa đã gác lại mọi công việc Phật sự nơi bổn tự, trở về nơi đạo tràng Quảng Liên của chúng con để chia sẻ những pháp thoại và nói về công hạnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, để cho hàng Phật tử chúng con hiểu và thực hành theo lời dạy ấy. Ân đức của Thượng Tọa, chúng con không sao đền trả được. Chúng con thầm cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa pháp thể khinh an, và mãi là người thầy hướng thượng để che chở hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu nhân học Phật và nhân dịp mùa xuân Bính Thân sắp trở về. Chúng con kính chúc Thượng Tọa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử một năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát tường như ý. Và buổi giảng hôm nay đến đây đã kết thúc. Chúng con cùng thỉnh Thượng Tọa cùng toàn thể liệt quý vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử vàng sanh đều tròn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Quý vị trong tiểu ban thỉnh sư cùng thỉnh Thượng Tọa trở về phương trường dùng nước giải lao, và tất cả quý nam nữ Phật tử chúng ta hoan hỷ đứng yên vị trí của mình để sư cô trú trì cũng như quý sư cô trong bổn từ sẽ thứ tự gửi đến tất cả quý nam nữ Phật tử những phần quà nhân dịp năm mới sắp đến, mà tất cả quý nam nữ Phật tử Mạnh Thường Quân ở hải ngoại đã gửi về cho sư cô Như Thành gửi đến cho tất cả quý vị. Và giờ này xin quý vị hoan hỷ cầm trên tay những chiếc phiếu của mình để sư cô trú trì cũng như quý sư cô sẽ gửi đến cho tất cả quý vị. A Di Đà Phật. Ngày xuân reo vang tưng bừng, trên thế gian chúng sinh vui mừng, đón xuân về tràn ngập ánh sương, reo niềm tin muôn hương. Kìa lộc non xanh tươi trên cành, hương đắm say gió đưa thơm lành, đóa mai vàng nở bên lá xanh, thấp thoáng đưa sau mình. Xuân sang rộn ràng, tiếng muôn trái tim
đang nhịp nhàng. Đạo vàng từ bi đời đời soi sáng trên khắp trần gian. Ý xuân thiết tha bên ngàn hoa, ước mơ bốn phương vui tràn hòa. Dù mùa thanh bình một nguồn hạnh phúc ngấm no dài lâu. Đẹp tình yêu thương trong bao lòng, bên khói nghi ngút đưa mơ màng. Nhắc hương xuân từ bi khắp nơi, chúc xuân tươi muôn đời. Ngày xuân reo vang từng bừng, trên thế gian chúng sinh vui mừng. Đón xuân về tràn ngập ánh dương, reo niềm tin muôn hương. Tiền lộc non xanh tươi trên cành, hương đắng say gió đưa thơm lành. Đóa mai vàng nở bên lá xanh, thấp thoáng đưa sau mây. Cô và có nhờ từ thiện giúp đỡ cho tôi.